Xin kính chào quý vị, con tên là Kiramin Vi, con 14 tuổi, con ở Irvine, California. Kỳ này, con thi lần thứ 3 với ước mơ Việt. Sau đây, con sẽ đàn và hát bài Tôi yêu tiếng Việt tôi của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Xin kính mời quý vị thưởng thức. Kính thưa quý vị, con học được 7 ngữ vựng mới từ bài hát này. Nôi là giường nhỏ cho em bé nằm khi mới chào đời. Tiếng ru là những giọng hát, giọng ngâm những câu thơ khi ru em bé ngủ. Sắt son là trung thành, một lòng một dạ, không phản bội. Tuổi thơ là tuổi nhỏ, thời thơ ấu. Sáng ngời là rực sáng, vẻ vang. Phôi pha là phai mờ theo thời gian, không thấm thiết nữa. Thần tiên là đẹp đẽ, tuyệt vời. Sau đây con xin đọc một đoạn nói về bà Triệu, một anh hùng của nước Việt Nam. Đoạn này được trích từ bài Đầu voi phất ngọn cờ vàng. Tại miền đồng bằng, con năm dân quê làm ruộng rất là vất vả, cực nhọc. Thế mà gặt được lúa về là bọn quan lại nhà Ngô đã tới tận nơi thu vét gần hết. Những thanh niên trai tráng bị lùa đi làm sâu, xây thành, đắp lũy, cất doanh trại cho quân lính của chúng ở. Bọn quân lính nhà Ngô thường bổ ra khắp mọi nơi và kiếm cớ giết hại dân lành. Trước những cảnh khổ cực đó, Triệu Thị Trinh rất uất ức, căm thù bọn quan lại nhà Ngô.
nàng bàn với Triệu Quốc Đạt là phải tìm cách nào để giữ cứu dân, cứu nước. Triệu Quốc Đạt bảo em, bây giờ cha mẹ đã mất, em nên lánh về quê ngoại ít lâu. Ở đó xa xôi, vắng vẻ, em hãy gây dựng một đội quân thật mạnh để đánh bọn thái thú nhà Ngô. Còn anh ở ngoài vận động thêm. Triệu Thị Trinh nghe lời anh, về quê ngoại ở gần chân núi Tùng thuộc Hậu Lộc. Tại đây, nhà gia đình bên ngoại giàu có, nàng tụ tập trai tráng lại, thành lập một phường săn để vào rừng săn thú. Nhưng khi vào đến giữa rừng thì họ tập luyện võ nghệ thay vì săn bắn. Những người biết nghề rèn, lo rèn sắt thành những mũi giáo nhọn, lưỡi kiếm sắt. Thỉnh thoảng săn được con nai, con hoẳng, Triệu Thị Trinh lại cho người khiêng lên biếu bọn quan lại nhà Ngô ở gần đây. Mục đích chính của nàng là để cho bọn chúng khỏi nghi ngờ về việc luyện tập võ nghệ của nàng và các trai tráng. Sau nhờ đó mà nàng có thể tự do đi lại các nơi, kết nạp thêm nhiều hào kiệt, anh hùng. Để có nhiều lương thực, những thanh niên trong phường săn còn phá rừng làm rẫy, cấy lúa, trồng bắp, nuôi trâu, bò, gà, vịt. Lúa bắp dư thừa được cất kỹ trong các hang đá. Nhờ vậy, những người ở các nơi khác kéo đến, mỗi ngày một đông mà không bao giờ bị thiếu gạo ăn. Triệu Thị Trinh còn liên lạc kết giao với ba anh em họ Lý Là, Lý Hoàng, Lý Mỹ và Lý Thành ở làng bên cạnh. Ba người này có tiếng là giỏi võ nghệ, mà nhà lại giàu có. Họ thường bỏ tiền gạo ra giúp đỡ những người nghèo đói nên được dân chúng mến phục. Do đó mà họ được nhiều người theo xin làm gia nhân. Kính thưa quý vị, con học được 7 ngữ vựng mới từ đoạn này. Cặt được lúa là hái, cắt lúa chín. Xuân trại hay trại lính là nơi dành riêng cho binh lính ở một cách thường trực. Lánh về là ở ẩn một nơi nào đó, không còn làm việc nữa. Võ nghệ là thuật đánh võ, bao gồm nhiều môn võ, đó là kỹ năng thực hành võ. Mục đích là vật ra một việc để đạt tới cho được. Có tiếng là có tiếng đồn xa, được rất nhiều người biết đến. Mến phục là có cảm tình và kính phục, mến phục con người có tài năng và đức độ. Sau đây con xin giải thích câu tục ngữ cha nào con nấy như trong thành ngữ tiếng Anh like father like son. Ai cũng hiểu cha và con trong câu này chỉ những người ruột thịt có quan hệ huyết thống với nhau. Điều đó chứng minh được rằng mỗi khi bố mẹ thể hiện cảm xúc vui hay buồn hoặc nóng giận, con cái cũng là người chứng kiến và cảm nhận. Không chỉ vậy, con cái còn bị ảnh hưởng tính cách từ bố mẹ. Con cái sẽ được lắng nghe và chịu sự dạy dỗ của những người thân thiết, gần gũi nhất là cha mẹ. Chính vì vậy, một đứa trẻ lớn lên luôn chịu sự giáo dục tốt hay không tốt của gia đình. Do đó, câu tục ngữ trên nói lên rằng con người sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi gia đình. Từ hình thức bên ngoài cho đến tính cách, phẩm chất. Con xin đưa ra một ví dụ như sau.
Một đứa trẻ lớn lên sống chan hòa, thân ái, dịu dàng và biết chia sẻ cũng bởi vì lúc nhỏ đã được gia đình dạy dỗ những điều